Cay thiệt á, nãy mình cay muốn sập mũi mà. Ok, giờ mình sẽ làm cái món cái cuối cùng của bạn. Bánh tráng classical cổ điển à. Không biết nướng nha. Bánh tráng bờ nãy ngon quá. Vời ạ. Đây, món tráng này thì gợi nhớ kỷ niệm 20 năm trước. Nhưng mà nó có hơi tân tiến, không biết thêm nhiều vị sau này như sa tế này nọ. Xưa cái muối với hành phi ha. Những cái này nhớ tuổi thơ, thời cậu tre của mình đó. Đây là bánh tráng này nè, quá nổi tiếng luôn. Đây muối này, sa tế nè, tắt nè, rồi cũng như kia mình cũng phải đổ ra mà nha, một chén nha. Đây mình sẽ cho vô cái chén này, đây đây hành phi mở ra nào, thật ngon mình nha, đơn giản mà ghiền chỉ thành phi thôi đó. Thơm mà giòn là ăn được hơi tiếc nha, rất là ngon là thành phi nè. Đây là muối Tây Ninh, muối nhuyễn, nó giòn nhiều là muối lắm, muối mà ăn với trái cây là muối muối hột, muối muối chay thì nó không, thì không có tôm, muối là muối chay thì không có tôm đúng rồi, chỉ có tỏi thôi đó. Muối mà mắc tiền có tôm, tôm càng to mắc tiền rồi nha đó. Muối vô sa tế, đây có em có cái này hơi lạ nè, sa tế nè, cắt nha nhỏ lẹ nha, trời ơi, cái này cho nhiều chất cây té té đáy các bạn. Rồi giờ là chanh các bạn nha, chanh luôn. Chanh vô bớt được cái vị sa tế này cay lắm. Rồi mình cho tèo lên cũng được nha. Đó, thấy cái màu đẹp chứ. Rồi bỏ mấy này đi. Rồi mình sẽ lấy cái hộp chanh lên luôn các bạn nha, tắt cái lộn nó chanh hoài khổ ghê. Rồi mình trộn lên cả nhà nha, mình trộn đi. Mà sao té đẹp quá, mà dù đều đó phi lên. Rồi bánh tráng truyền thống đây, kinh điển. Nhưng bánh tráng sau này thì có hơi chút màu mè đó là màu đẹp. Bánh tráng này cổ điển vẫn là ok nha. Đây bánh tráng phi xuyên đó, mình quét lên mình chút chút thôi, khá là cay đấy. Nước xì vào này nọ. Thơm quá, sẽ thấy thơm quá. Cuốn lại. Quất thơ cả nhà ơi. Quất quất cuốn lại. Cuốn lại, cuốn lại. À. Quất thử nha. Thơm. Mùi sắc. Mùi rất là em. Giờ ăn cắn rõ lại rõ cay cay không, món chanh là cay lắm luôn á.
tắt cái lộn, không đọc chanh hoài khổ ghê. Cũng ngon nha, cay rồi thấy thực tế rồi. Ăn này hơi bị chững, cái này không có thơm, cay thôi. Này sa tế cay mà sa tế tôm, thêm cái tôm còn nữa. Ngon. Đúng mà thay đổi nhiều sau sẽ ăn như muối tôm mà hôm nay té mà để ấn tượng giờ thì vẫn thích cái bánh chấm tráng bơ không? Hay mình chấm bánh tráng bơ vẫn ngon nhất, cái này cũng ngang cái sữa ke các bạn. Đây cái gì hóc nè, mình sợ cái này ghê vậy, ăn lại hơi sợ cay quá. Quay lại cho các bạn xem té cay quá. Bây giờ em chớ sa tế thôi. Lỡ dài sa tế nhiều quá cay kinh quá. Mình ăn cái thịt có thể xé nha bạn, không một miếng bự đâu, xé thôi bớt ke lại mà. Cũng vậy, cũng phải các bạn ăn không hết thì nhớ nha, bỏ ra liền để ngoài nha các bạn nha. Đẩy cái thứ ra, bớt thứ ra đó, nó ra thứ mà. Đây, mình khác. Đây nè, ăn nó đây, xíu thôi là cũng đủ xé lưỡi rồi đó. Không bao giờ mình nhận ngừa rồi, không đùa đâu nha. Cây thấy màu ớt mà thấy cây rồi. Ôi, nó cây thiệt á. Nó mấy cây múa sọc mũi các bạn. Hay quá. Này, mình sẽ thử các bạn nha. Bớt thơm là đỡ rồi. Tắt vô mình lỡ cây thôi. Sốt này chắc không bị lụng cũng ngon các bạn. Ngon, mới lại ngon rồi, mới nhiều quá. Thích cái hàng bơ hơn, này cũng ngon, nhiều hóng rồi. Rồi, cho bác mặt. Hiểu quá, thì uống nước đi. Cái này với bị thật, không có cay quá.